Chị gái đến từ An Giang vào đền Đại Nam, cảm xúc ngay lúc này và ngay ngày hôm nay cũng là ngày rằm tháng 10 cô chú anh chị. Chị cũng là lần đầu khi đến Đại Nam Văn Hiến để mà đảnh lễ Phật và cũng như là thắp hương, thì có những cái cảm nhận như thế nào, mời quý vị khán giả lắng nghe. Đến chị là nhìn chị giống đại gia quá. Mình đến đây An Giang Phúc Tân. Dạ. An Giang tỉnh Phúc Tân. Đi mình lên hả chị? Chị đi mình. Dạ. Đi thành phố thăm em rồi sẵn đến đây thăm viếng Đại Nam luôn. Hai ngày rằm rồi mình lên mình đốt nhang ha. Lần đầu tiên chị đến. Dạ. Cũng ngay ngày rằm. Chị đến đây cảm thấy như thế nào kìa? Ở đây rất là thanh tịnh. Dạ. Thanh tịnh, tinh khiết. Dạ. Và rất là nhẹ nhàng. Với lại chị Phương Hằng với anh Dũng đó có được một cái, phải nói là một cái tâm rất là trù tượng và một cái biết là kết hợp giữa thời xa xưa là vua Hùng Vương, quốc tổ Hùng Vương, Mẹo Cơ, Lạc Long Quân, vua Hùng cho đến ngày hôm nay 4.000 năm dân hiến của đất nước Việt Nam từ thời xa xưa cho đến thời nay, và kết hợp luôn bên Phật học thờ các vị Phật, rồi thờ luôn ông Phật Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông là cũng một vị vua của nước Việt Nam và cũng là đam mê Phật pháp, nên cũng là ghét là cái việc vua chúa rồi đam mê của Phật pháp tu rồi đắc đạo, bây giờ cũng là thành Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cho nên ở đây tôi cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng và tinh khiết. Và chúc cho anh Dũng và chị Hằng ngày càng được thăng hoa và ngày càng được những gì trong lòng mong muốn sẽ được thành đạt, để giúp được gì cho đất nước Việt Nam hay là cho mọi người dân tộc, để tất cả được vui vẻ, hạnh phúc, hòa bình, thân yêu thân ái. Sắp tới mình có ý định là dẫn gia đình mình lên tham quan nữa không chị? Mô Phật ở đây rất là thoải mái, cho nên đến đây rất là cảm thấy rất là có một cái sự gì đó nó rất là thiêng liêng, cho nên tôi về tôi cũng giới thiệu cho gia đình bà con có thể đến đây tham quan, để cho đến đây làm như cái cảm thấy tâm trí nó được nhẹ nhàng, thanh thản, và rất là vô cùng một cái gì đó gọi là rất là thiêng liêng, vừa Phật pháp mà vừa có hồn thiên sông núi ở trong này. Nam mô Di Đà Phật. Sẵn chị xác nhận vô đây có tính tiền hay là tốn phí không hả chị? Ở đây không có mua vé gì hết. Ở đây vào miễn phí tham quan. Cho nên là cũng chẳng có tốn vé gì. Thì các vị miền xa xôi nếu có thích đến từ Bắc vào Nam hay Trung Bắc, Nam Trung Bắc và thích vào để trong Nam để thăm viếng thì cứ đến Đại Nam thăm viếng. Rồi không có tốn vé. Rồi nhân viên tất cả ở đây rất là dễ thương. Nói chuyện rất dễ thương. Thì cái hôm nay chị lên đây thì chị đến lần thứ mấy rồi chị? Tôi biết lâu nhưng mà chưa có dịp đi. Cho nên hôm nay từ An Giang Phú Tân. Rất là xa. Môn Phật, cho nên tôi đến đây để thứ nhất lên đây thành phố để thăm gia đình. Và cũng là muốn đến đây để thăm viếng ngay ngày rằm tháng 10. Cho nên là rất là đẹp. Trong cái chị thấy cảm thấy trong cái khu vực miền Nam này thì chỗ này có đẹp thứ nhất không chị, đẹp nhất nhì không? Môn Phật, nếu mà nói về miền Nam thì ở đây khu vực quá đẹp và quá đầy đủ. Vừa thờ tổ tiên của ta 4.000 năm dân hiến, từ vua Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ đến ngày hôm nay luôn, đều là có hết, đầy đủ hết. Có Phật, có Thánh, có Tiên đầy đủ, của quyền thất tổ trăm họ luôn. Quá đầy đủ. Theo như chị cũng xem rất là video trên mạng nhiều, và cô thấy chú Dũng là vui với ông, cô Hằng có một tấm lòng đạo đức không?
môn Phật thì hai vị đó thì rất là có tấm lòng đạo đức rồi, cũng biết thương yêu mấy em mà mổ tim đó, tài trợ viện trợ cho những người đó, những người em mấy em đó thì có tấm lòng rất là cũng rộng lớn, thương yêu con người Việt Nam. Đó. Thì lên đây á, chị lên nốt lên Đại Nam thì chị có muốn mong muốn là được gặp chú Dũng và cô Hằng không cô? À, chị. Mô Phật thì tôi đến đây tôi cũng cũng rất muốn diện kiến hai vị cũng có tấm lòng thương yêu bác ái và thương yêu dân tộc, cho nên tôi cũng cũng muốn để diện kiến để trao đổi và học hỏi thêm ở hai vị anh Dũng và chị Hằng. Thì em nhìn chị hồi sáng giờ thì trong Đại Nam cũng những cái bức tường sơn màu sơn như rát vàng, chị mặc bộ áo vàng hôm nay thấy cũng trùng quá. Và tôi cũng nằm cũng nghiêng qua bên một tâm linh một tí, giống như cũng tu nhân học Phật đấy, cũng vừa đời và vừa đạo phải song toàn, cho nên tôi cũng mến mộ anh Dũng và chị Hằng vì hai vị đó đều cũng có điều có tâm linh, tâm linh cũng rất tuyệt vời. Thì họ tin tưởng tâm linh ha. Và hai vị đó rất là biết tôn kính và tôn thờ cha mẹ của đất nước Việt Nam đó, và là vua cha đó và mẹ Âu Cơ đó, và thờ tôn thờ các chư Phật, các chư vị Phật, cho nên là rất là có tâm linh. Em thấy chú Dũng cũng tin tưởng về về bên tâm linh á. Thì đó, cái điều đó cũng điều tốt đúng không chị? Tốt. Tại vì đời đạo song tu, đời đạo song tu, cho nên anh Dũng và chị Hằng hai người, hai vị đó đều có tâm linh. Đời đạo song toàn, đều có tâm linh. Một bên thì đời và một bên đạo, phục vụ cho đời và phục vụ cho đạo, hai vị đó tôi thấy đều có tâm linh rất là giỏi. Rồi hôm bữa rồi chị có xem trên mạng cái gì nữa không? Xem mạng thì rất nhiều, nhưng mà cái đó thì tôi không có nghĩ đến nhiều. Nhưng mà tôi thích là có cũng anh Dũng và chị Hằng cũng biết là giúp những cái em mà làm phước, những vị mà mổ tim rồi đó, làm biết làm từ thiện và cũng lo cho một cái gì đó cho đất nước gì đấy. Thì còn những cái việc của cá nhân tư nhân thì tôi đây không có quan tâm. Đúng rồi đó chị. Quan tâm những việc những việc nào xã hội, đúng rồi, có ích cho đất nước Việt Nam chúng ta, ích cho xã hội và dân tộc Việt Nam thôi. Còn những việc khác thì tôi không quan tâm đến. Tại mỗi người một việc một cảnh. Đúng rồi. Nói chung là cái hành động và cái nghĩa cử của chú Dũng và cô Hằng á, thật sự mà nói là ở Việt Nam chúng ta ít ai làm được. Giống như là biết thương yêu dân tộc, thương yêu mọi người, giống như thương yêu con người Việt Nam đấy, và cũng thương yêu đất nước, tôi biết tí thôi. Những việc khác thì tôi không quan tâm đến. Rồi thì anh em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị, chị tất cả nha. Và chúc tất cả mọi người trên tất miền đất nước Nam Trung Bắc, Bắc Trung Nam, và riêng cho chị anh Dũng và chị Hằng ngày càng đạo pháp đạo quả viên vung, và ngày càng được là ơn trên trời Phật, cha mẹ thầy tổ sẽ được cho một cái vị đó để giúp đời và giúp đạo. Nam mô A Di Đà Phật, được thành công mỹ mãn. Rồi em cảm ơn chị đã chia sẻ quá tuyệt vời, lan tỏa những cái điều tốt đẹp. Cảm ơn chị. Chị nói rất là hay mọi người. Chia sẻ rất là ý nghĩa ha. Vô đây thì mình sẽ thắp hương, mình cầu nguyện ha mọi người. Đó, em sẽ quay sơ lại cho mọi người xem là cái hình ảnh này là cái hình ảnh của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông ha, còn gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó mọi người. Đó, anh chị có thấy rõ không? Đó. Và thờ các vị vua hùng ha. Đó, trên cùng là tượng Phật nha mọi người. Đó, con rồng cháu tiên, dòng máu lạc hồng ha. Đó, rồi tượng của Quốc Tổ Hùng Vương, Trạng Quỳnh Nguyễn Bính Khiêm.
thần tài hữu địa.